đều có những cầu thủ đẳng cấp trong đội. Cả biên phòng và thể công đều không gặp nhiều khó khăn trong những trận đấu tứ kết khi biên phòng vượt qua Long An với tỷ số 3-1, còn thể công đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-0 để có mặt ở vòng bán kết này. Biên phòng ra sân với đội hình gồm có số 1 Đinh Văn Duy, số 6 Phạm Văn Hiệp, số 8 Trần Xuân Tuyến, số 9 cầu thủ người Thái Lan Jacques, số 17 Nguyễn Ngọc Vân và số 18 là Đào Duy Thành. Libero của biên phòng là Vũ Anh Tuấn. Đây là huấn luyện viên trưởng của đội biên phòng, ông Trần Đình Tiền, người cũng đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. Còn đây là đội xuất phát bên phía các cầu thủ thể công Tân Cảng, gồm có số 1 Phạm Mạnh Tài, số 5 Nguyễn Văn Quốc Duy, số 7 Nguyễn Văn Nam, số 8 Nguyễn Xuân Thành, số 10 Kít Thi Hát và số 11 là Nguyễn Vũ Hoàng, libero Vũ Văn Cao. Huấn luyện viên trưởng của thể công Tân Cảng là ông Thái Anh Văn. Ở trong trận đấu đầu tiên, các cầu thủ biên phòng trong trang phục áo trắng và thi đấu ở phần sân bên phía tay trái bên nhỏ của quý vị và các bạn. Mùa giải thứ 3 liên tiếp, huấn luyện viên Thái Anh Văn dẫn dắt các cầu thủ thể công. Ở mùa giải năm nay, biên phòng và thể công đã nằm chung bảng B khi hai đội thi đấu tại vòng 1. Và trận đấu tại vòng bảng, biên phòng đã đánh bại thể công với tỷ số 3-1. Tuy nhiên đây là trận đấu bán kết, tính chất hoàn toàn khác biệt với trận đấu ở vòng bảng. Biên phòng được đánh giá nhìn hơn đôi chút nhờ một đội hình rất đồng đều và một lối chơi tương đối nhuần nhuyễn. Khi rất nhiều cầu thủ của biên phòng đã tập luyện cùng nhau từ đội trẻ. Ở trong trận đấu đầu tiên, các đội thể công Tân Cảng sẽ phát bóng trước. Và người thực hiện quả phát bóng là đội trưởng chuyền 2 Xuân Thành. Vẫn còn pha phòng thủ hay của thể công Tân Cảng. Và sau đó thì thể công đã ghi điểm. 1-0 cho thể công. Cầu thủ rất hay. Hai tình huống chắn bóng rất khó chịu của các thủ bên phía thể công Tân Cảng. Cuộc đọ sức của những người được coi là anh em khi hai đội bóng đều thuộc quân đội. Tại đại hội thể dục thể thao năm ngoái, các thủ của thể công và biên phòng đã thành lập thể đội bóng quân đội và đã giành được tấm huy chương vàng. Mới đây, các thủ của thể công và biên phòng cũng là thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia tham dự giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào tháng 8 vừa qua. Và đội chủ nhà Việt Nam đã vô địch khi đánh bại đội Hoàng gia Thái Lan ở trong trận chung kết, giải đấu mà chúng ta đã thi đấu rất ấn tượng. Ngọc Thuần phá bóng. Rất hay. Pha bóng đánh nhanh rất hiệu quả của thể công và người kết thúc là Vũ Ngọc Hoàng. Vũ Hoàng trở thành từ trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Phát bóng ra ngoài sân.
Đào Duy Thành phát bóng cho Biên Phòng. Thế lực cầu thủ của Biên Phòng thực hiện pha phát bóng lỗi. 4-2 cho Thể Công Tân Cảng. Trước khi bước vào trận bán kết này thì Biên Phòng cùng với Sanet Khánh Hòa là hai đội bóng đã toàn thắng ở mùa giải năm nay. Còn Thể Công đã nhận thất bại 2 trận. Họ thua 1 trận trước Khánh Hòa tại vòng 1 của giải đấu năm nay. Và ở vòng 2 họ thua trước Sanet Khánh Hòa. Đội trưởng Văn Hiệp phát bóng. Bước một rất tốt. Và kết thúc của Mạnh Tài. Mạnh Tài sinh năm 1997, có chiều cao là 1m85. Một màn đối đầu đầy thú vị của hai đối chuyền đầy chất lượng của bóng chuyền Nam Việt Nam. Quốc Duy của Thể Công và Phạm Văn Hiệp của Biên Phòng. Quả đập rất tốt của tay đấm người Thái Lan, Jakrit. Jakrit năm nay mới 20 tuổi. Ngoại binh của Biên Phòng ở vòng 1 là Oan Trai. Tuy nhiên vòng 2 này Oan Trai đã không thể tham dự và Jakrit là người thay thế vị trí của người đàn anh Đồng Hương. Điểm số được cân bằng 5 đều sau tình huống kết thúc ra ngoài của các đội Thể Công Tân Cảng. Cơ hội cho Biên Phòng. Rất mạnh mẽ. Và cái điểm của Văn Hiệp. Phát bóng không qua lưới. Điểm số là cái cân bằng 6 đều. Hà Nội vẫn đang bám đuổi rất sít sao từng điểm số 1 ở những diễn biến đầu tiên của set đấu này. Những trận tứ kết của nội dung nam và nữ thì chỉ có một trận đấu giữa Ninh Bình Liên Việt Postbank và Hà Tĩnh diễn ra vào tối qua là kịch tính đón dẫn, khi mà Hà Tĩnh đã đánh bại Ninh Bình Liên Việt Postbank với tỷ số 3-2. Những trận đấu còn lại đều diễn ra gần như theo thế trận một chiều, khi đều là những chiến thắng 3-1 hoặc 3-0. Khi vào đến bán kết thì chắc chắn sự cân bằng mà các cầu thủ Hà Nội tạo ra sẽ nhiều hơn so với những trận đấu ở vòng tứ kết. Biên Phòng đã tạo ra cách biệt 2 điểm trước đối thủ. Duy Tuyến phá bóng. Và bắt bước một không tốt của Vũ Văn Cao. Nhưng điểm sau đó đã được ghi cho Thể Công Tân Cảng. Biên Phòng đang sở hữu một thế cầu thủ trẻ tài năng như Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Duy Tuyến hay Ngọc Thuần. Ông Trần Đình Tiền đã dày công xây dựng các cầu thủ này trong nhiều năm qua. Và bây giờ Biên Phòng đang hướng đến việc hái quả ngọt từ những cầu thủ đầy chất lượng.
Tại Quốc Bùi Vương năm nay, Biên Phòng đã đánh bại Sa Đéc Khánh Hòa trong trận chung kết để đăng quang đầy thuyết phục. Và tại giải vô địch quốc gia năm nay, Biên Phòng cũng được đánh giá là ứng viên rất sáng giá cho chiếc vô địch bên cạnh Sa Đéc Khánh Hòa và cả thể công nữa. Vào ngày hôm qua thì hai nhà vô địch của mùa giải năm ngoái đều đã bị phế xuất ngôi vương Classico Thái Bình, thất bại trước VTV Bình Điền Long An. Còn Ninh Bình Liverpool Bank thua trước Hà Tĩnh ở những trận tứ kết và họ chính thức trở thành cựu vương. Lần gần nhất Biên Phòng vô địch đó chính là giải đấu được tổ chức ngay tại nhà thi đấu này vào năm 2011. Biên Phòng đánh bại chủ nhà Khánh Hòa trong trận chung kết để vô địch. Đã 12 năm trôi qua, đội bóng áo lính Biên Phòng vẫn chưa thể có lần thứ ba đăng quang tại giải bóng truyền vô địch quốc gia. Trước đó Biên Phòng có lần đầu tiên vô địch vào năm 2009, cũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Đình Tiền, người đã gắn bó với đội bóng truyền Biên Phòng trong một quãng thời gian rất dài. Pha phá bóng rất uy lực của Ngọc Thuần. Xét về mặt thành tích tại sân chơi quốc gia thì thể công có thành tích tốt hơn Biên Phòng rất nhiều. Thể công đã 4 lần vô địch quốc gia. Và lần gần nhất đội bóng này đăng quang cũng là giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa. Đó là vào năm 2016. Thể công đánh bại đội chủ nhà Sa Đéc Khánh Hòa với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Khoảng cách điểm là rất xịt xào. Vẫn còn. Đánh tuyệt vời của Ngọc Thuần. Điểm thứ 3 của Ngọc Thuần ở set đấu này. Bật rất cao và thủ giả của đập như bố bổ. Chàng trai người Thái Bình đang cho thấy sự trưởng thành về mặt chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu. Năm nay đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam cũng đã có những giải đấu để thi đấu cọ sát quốc tế. Và chúng ta đã làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên giành hạng tư tại giải bóng chuyền AVC Challenge Cup năm 2023. Sau đó thì thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền cũng có hai tour thi đấu tại giải bóng chuyền Đông Nam Á C-League. Chúng ta cán đích ở vị trí thứ 3 trong tour thi đấu đầu tiên. Còn ở tour thi đấu thứ 2 chúng ta có được vị trí thứ 2. Phát bóng không qua lưới. 10-12. Mặc dù không được thi đấu nhiều như đội tuyển nữ, nhưng việc được cọ sát thi đấu quốc tế trong những giải đấu trong năm nay cũng giúp cho các cầu thủ có được sự trưởng thành về mặt chuyên môn, đặc biệt là tâm lý thi đấu. Khả năng số 1 của Ngọc Thuần đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng rất tiếc sau đó cầu thủ Biên Phòng đã cũng pha phối hợp không tốt. 11-12. Cách biệt bây giờ đã được rút ngắn xuống còn 1 điểm cho thể công Tân Cảng. Rất tốt. Bóng chuyền Nam Việt Nam đang có những đối chuyền trẻ đầy triển vọng như Phạm Văn Hiệp, như Nguyễn Văn Quốc Duy hay Đinh Văn Phương. Hoàn toàn có thể thay thế lớp đàn anh như Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Hạnh. Rất tuyệt vời, đó lại là Ngọc Thuần.
khả năng kết thúc sau vạch 3m của Ngọc Thuần có hiệu quả rất cao ở set đấu này. Thế Công đã sử dụng quyền khiếu nại ở tình huống vừa rồi khi cho rằng một cầu thủ của biên phòng đã chạm lưới. Khả năng tấn công hàng sau của Ngọc Thuần ở mùa giải này cực kỳ ấn tượng. Không hề có lỗi chạm lưới của các cầu thủ biên phòng. Tình huống khiếu nại không thành công của Thể Công Tân Cảng. Đó là tình huống khiếu nại không thành công. Và Thể Công Tân Cảng chỉ còn một quyền khiếu nại sai nữa mà thôi. Vừa rồi là câu trả lời của Nguyễn Văn Quốc Huy. Quốc Duy năm nay 22 tuổi. Cầu thủ người Trà Vinh, cao 1m87. Phát bóng rất nguy lực. Hội lại đến với biên phòng. Đã không có một sự hiểu ý của các đội áo trắng. Ngoài sân sau pha kết thúc của Duy Tuyến. Phan Quốc Đức vào sân để thay cho vị trí của Nguyễn Xuân Thành. Văn Đức cao 1m84, cao hơn Xuân Thành. Vì thế, anh có khả năng bám chắn tốt hơn. Đập rất hay của Văn Hiệp. Pha đánh y chính xác của đội trưởng bên phía biên phòng. Kể từ đầu trận đấu thì biên phòng vẫn có được lợi thế dẫn điểm trước Thể Công. Rất tốt. Quả đập của Nguyễn Văn Nam. Điểm 14-15. 14-15. Vẫn là một thế trận rất giằng co, rất hay. Khi có bước bột tốt thì cầu thủ biên phòng cũng phối hợp chiến thuật cực kỳ hiệu quả. Cả biên phòng và Thể Công đều là những đội bóng chơi chiến thuật được coi là tốt nhất của bóng chuyền Nam Việt Nam trong nhiều năm qua.
bước một không tốt. Và sau đó thì cầu thủ thể công Tân Cảng đã để mất điểm. Kít Hát đã không thể vượt qua được hàng chắn của đối phương. Khi bước một không tốt thì hầu hết các cây truyền hài chỉ biết để bóng ra hai biên mà thôi. Họ không thể có được những pha phối hợp chiến thuật như ý. Vì thế mà hàng chắn của đối phương cũng có cơ hội lớn hơn để hóa giải những pha kết thúc trên lưới. Trọng tài xác định điểm được ghi cho thể công. Phòng sử dụng quyền khiếu nại. Trợ lý cho huấn luyện viên Trần Đình Tiền của biên phòng là ông Phạm Ngọc Kiên. Trước đây Phạm Ngọc Kiên từng là chủ công rất xuất sắc của bóng chuyền nam biên phòng. Như vậy bóng đã đi ra ngoài sân. Điểm được ghi cho biên phòng. Tuấn khiếu nại chính xác của biên phòng. Ngay sau đó thì thể công Tân Cảng sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng cầu thủ của biên phòng đã chạm lưới. Tay đập người Thái Lan Jakrit của biên phòng cũng đã hòa nhập rất tốt và có những đóng góp đáng kể cho đội bóng khi anh thay thế cho Uyên Trai, chủ bạn cho Oan Trai. Ở vòng 1, Oan Trai đã chơi rất hay, giúp biên phòng đứng đầu bảng và sau đó là vô địch tại Cúp Hùng Vương. Thêm một tình huống mà thể công khiếu nại lỗi chạm lưới của đối phương và họ cũng thất bại. Như vậy là thể công đã không còn quyền khiếu nại ở trong set đấu này nữa rồi, khi cả hai lần sử dụng quyền khiếu nại của huấn luyện viên Thái Văn đều không thành công. Lực lượng cổ động viên của hai đội rất hùng hậu. Họ đều là những người lính. Những người lính trên mặt trận thể thao. Họ luôn thi đấu với một trái tim bùng cháy. 19-14. Bây giờ biên phòng đã tạo ra cách biệt được coi là an toàn trước đối thủ khi trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Áp lực rất lớn với đội bóng của huấn luyện viên Thái Anh Văn ở set đấu đầu tiên này. Họ chơi khá ngang ngửa trước đối thủ ở những diễn biến đầu của set đấu. Nhưng điều quan trọng là khi set đấu bước vào giai đoạn then chốt thì đội bóng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền lại đang có được lợi thế. Cách biệt 5 điểm không phải là một cách biệt không thể xa lấp. Nhưng quan trọng là trận đấu đang trôi về những diễn biến cuối. Pha ghi điểm của Mạnh Tài. 15-19. Lần gần nhất thể công có mặt ở trận chung kết đó là năm 2021. Và họ đã thất bại trước Trà Ninh Bình. Rất tốt. Thêm một quả rất hay của Phạm Văn Hiệp. Sau chiếc vô địch vào năm 2011 thì biên phòng đã không còn duy trì được sức mạnh. Kể từ đó đến nay, đội bóng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã chưa một lần góp mặt ở trận chung kết. Và
vào mùa giải năm nay với một đội hình chất lượng như thế này thì biên phòng đang hướng đến chức vô địch. Hai mốt 15 rất khó cho thể công ở trong set đấu đầu tiên này. Đó là pha ghi điểm của Vũ Ngọc Hoàng. Cơ hội ghi điểm cho thể công. Vẫn còn. Rất tốt. 22-16. Khả năng tận dụng từ những cú đánh phản công của biên phòng tốt hơn thể công Tân Cảng rất nhiều. Điều chuyển quá hợp lý của Đinh Văn Duy. Bây giờ thì tinh thần của các thủ thể công đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Rất hay. 23-16 cho biên phòng. Điểm số thứ 6 của Văn Hiệp ở set đấu này. Văn Hiệp vẫn đang là cây ghi điểm số 1 của biên phòng trong set đấu này, bên cạnh Ngọc Thuần. Ngọc Thuần cũng đã ghi 5 điểm. Khả năng chuyền một của thể công Tân Cảng đang là vấn đề. Vì thế họ rất khó để phối hợp chiến thuật. Dù Xuân Thành là một trong những bậc thầy về chuyền chiến thuật. Pha phá bóng như bố bổ của Nguyễn Ngọc Tuần. Sự thoải mái về mặt tâm lý, sự tự tin khi dẫn với một cách biệt lớn giúp cho các thủ biên phòng đang thể hiện được hết khả năng của mình. Ngọc Tuần thực hiện quả phá bóng như một quả rocket. Vừa rồi cũng là một tình huống phá bóng rất mạnh nhưng bóng đã đi ra ngoài sân. 17-24, vẫn còn quá nhiều cơ hội để biên phòng kết thúc set đấu này với một chiến thắng. Vấn đề là thể công lên được điểm số thứ bao nhiêu mà thôi. Còn chiến thắng ở set 1 thì chắc chắn sẽ thuộc về biên phòng. Sẽ không có bất ngờ nữa rồi. Và set đấu đã kết thúc với tình huống ghi điểm của Phạm Văn Hiệp. 25-17, cách biệt 8 điểm được biên phòng tạo ra trước đối thủ ở set đấu đầu tiên này. Một sự chênh lệch. Dù khởi đầu set đấu hai đội thiếu rất ngang ngửa.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa để cùng theo dõi set đấu thứ hai trận bán kết đầu tiên nội dung của nam giữa Biên Phòng và Thể Công Tân Cảng. Set 1 đã kết thúc với chiến thắng cách biệt 25-17 cho các cầu thủ Biên Phòng. Đội bóng đã chơi hay hơn. Cú phòng thủ tốt của cầu thủ Biên Phòng và sau đó họ đã ghi điểm với quả đập của Ngọc Thuần. Sau một Ngọc Thuần đã ghi được 5 điểm, còn Văn Hiệp ghi 7 điểm. Đây là điểm số đầu tiên của Ngọc Thuần ở set đấu thứ hai. Nội dung của nam trong ngày thi đấu hôm nay ở trận đấu sớm, trận đấu tranh hạng từ 5 đến 8, La Vi Long An đã vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-1. Trận đấu tranh hạng từ 5 đến 8 còn lại diễn ra vào lúc 17 giờ. Đà Nẵng sẽ gặp Liên Minh Liverpool Bank. Còn trận bán kết thứ hai nội dung của nam diễn ra vào lúc 19:30. Đội chủ nhà Sân Khách Khánh Hòa gặp Hà Tĩnh. Lúc này ở nội dung của nữ cũng đang diễn ra trận bán kết rất được chờ đợi. Đó là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình Liverpool Bank và VTV Bình Điền Long An. Sau trận đấu đầu tiên, các cô gái Long An đang dẫn trước Ninh Bình Liverpool Bank. Vào lúc 19:30 tối nay, Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng sẽ gặp Binh Chủng Thông tin Trường Thương Bình Phước ở trận bán kết còn lại nội dung của nữ. Cả hai điểm số đầu tiên của Biên Phòng ở set đấu này đều là những tình huống ghi điểm của Ngọc Quân. Thêm một cú ace. Lại là một pha phòng bóng cực kỳ tốc độ của Nguyễn Ngọc Thuần, ngôi sao của Biên Phòng ở mùa giải năm nay. 3-1. Hai quả đập bóng và một tình huống phá bóng như bướm bồ của Ngọc Thuần ghi 3 điểm vừa qua cho Biên Phòng. Phát bóng như thế này thì bước 1 của các thủ Thể Công Tân Cảng gặp khó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ Thể Công đã cắt được cầu lên điểm của đối phương. 2-3. Chạm chắn ra ngoài sân. Điểm số đầu tiên của Văn Hiệp trong set đấu thứ hai. Biên Phòng đang dần cho thấy được sự nhỉnh hơn, không chỉ các vị trí trên sân mà khả năng phát bóng cũng như chuyền một của Biên Phòng đang tốt hơn đối thủ rất nhiều. Rất đầy, quả đánh lao ngắn thành công. Đó là pha ghi điểm của Duy Tuyến. 5-2 cho Biên Phòng. Đúng một tốt. Pha phạt đánh nhanh thành công của Thể Công Tân Cảng. Họ rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Quốc Duy phá bóng. Bóng ngoài sân.
khả năng pha bóng tấn công của Quốc Duy không có được sự ổn định cao. Còn với Ngọc Tuần thì khả năng pha bóng tấn công của anh ngày càng có được sự ổn định rất cao. Bây giờ là Văn Hiệp, cũng là một cầu thủ có khả năng nhảy pha bóng tấn công rất nguy lực. Bên phía thể công chỉ có Quốc Duy có khả năng nhảy pha bóng tấn công, nhưng xác suất thành công của Quốc Duy là tương đối thấp. Còn bên phía biên phòng, những Văn Hiệp, Ngọc Thuần hay ngoại binh Jacrit đều có khả năng pha bóng tấn công đầy uy lực. Đó đang là sự khác biệt khiến cho những tình huống bắt chuyền một của thể công Tân Cảng luôn gặp rất nhiều khó khăn. Và khi đã bẻ gãy được chuyền một, đương nhiên đối thủ sẽ gặp khó trong việc phối hợp chiến thuật. Vị trí của Quốc Duy bên phía thể công vẫn có đó Nguyễn Văn Hạnh, nhưng ở trận này Văn Hạnh chưa được huấn luyện viên Thái Anh Văn sử dụng. Tất nhiên Văn Hạnh là một cầu thủ đã ở bên kia sử dụng của sự nghiệp 7 năm cho biên phòng. Tại vòng 1 thì Kit Hát cũng đã sánh vai cùng với cầu thủ thể công Tân Cảng. Rất tốt. Quả đánh của Mạnh Tài. 6-7. Trong xe một thể công cũng bám đuổi rất xít sao từng điểm số 1 trước biên phòng. Ở nửa đầu của xe đấu. Ngọc Tuần đang chơi rất cháy ở trận đấu thứ hai này. Cả set 1 anh ghi 5 điểm, nhưng bây giờ Ngọc Tuần đã có được 4 điểm cho biên phòng. Ngọc Tuần đang có tổng cộng 9 điểm trong trận đấu này. Bóng trong sân sau quả đập của Nguyễn Văn Quốc Duy. Pha phối hợp tốt của thể công Tân Cảng. 7-8. Xuân Thành phát bóng. Xuân Thành năm nay 33 tuổi. Pha điểm của Phạm Văn Hiệp. 9-7 cho biên phòng. Biên phòng đang có một đường rất tròn trịa. Chuyền hai Đinh Văn Duy. Phụ công Trần Duy Tuyến, đối chuyền Phạm Văn Hiệp và chủ công Nguyễn Ngọc Thuần. Các vị trí đều là những cầu thủ có chuyên môn rất cao. Và họ đều là thành viên của đội tuyển bóng chuyền Nam Quốc gia. 8-9 cho thể công Tân Cảng. Trước khi lứa cầu thủ này trình làng thì biên phòng đã trải qua quãng thời gian khoảng gần 10 năm kể từ năm 2011 đến khoảng năm 2019. Luôn là đội bóng có tuổi đời nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia, họ luôn phải trông chờ vào các cựu binh. Nhưng bây giờ các cựu binh của biên phòng đều đã nhường chỗ cho các cầu thủ đàn em. Một lứa cầu thủ vô cùng xuất sắc. Thể công đã cân bằng điểm số 9 đều và bây giờ là pha phá bóng của Kit Hát. Phá bóng không qua lưới.
Khi thực hiện những quả phá bóng khó thì xác suất thành công cũng sẽ không cao. Hàng sau của biên phòng cũng đã rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Đường phá bóng không qua lưới của Nguyễn Ngọc Thuần. Lúc này tại nội dung của nữ đang diễn ra trận bán kết đầu tiên giữa Ninh Bình Liverpool Bank và VTV Bình Điền Long An. Và trận đấu cũng đang được chúng tôi thực hiện trực tiếp trên kênh Osport View và hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Hôm nay là ngày thi đấu áp chót của giải bóng chuyền vô địch quốc gia mùa giải 2023. Và ngày mai sẽ diễn ra 8 trận đấu còn lại của giải. Và tất nhiên sự chú ý được đổ dồn vào hai trận chung kết. Trận chung kết nam diễn ra tại nhà đấu tỉnh Khánh Hòa và trận chung kết nữ diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam. Đội bóng nào sẽ đăng quang ở nội dung của nam? Biên Phòng, Thể Công, Sa Đéc Khánh Hòa hay Hà Tĩnh? 4 đội đã có mặt ở bán kết. Còn ở nội dung của nữ cũng là một cuộc đua đầy thú vị giữa VTV Bình Điền Long An và chấp cái dàn tia sáng binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và Ninh Bình Liverpool Bank, hai nhà vô địch của mùa giải năm ngoái đã cùng trở thành cự vương trong một ngày khi ngày qua họ đều thất bại ở vòng tứ kết 12 đều và pha bóng lỗi của Duy Thành. Thể Công cho rằng bóng ở trong sân ở tình huống vừa rồi họ sử dụng quyền khiếu nại. Bóng trong sân, tình huống khiếu nại thành công của Thể Công. Mười ba mười hai cho Thể Công. Quốc Duy cần phải giữ được sự ổn định trong những pha phá bóng tấn công của mình. Bóng giật lưới. Bóng ngoài sân. 14-12 cho Thể Công Tân Cảng. Và xử lý lỗi của Jacrit. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Trợ lý cho huấn luyện viên Thái Anh Văn là Phạm Văn Thành và Hoàng Văn Phương. Đó đều là những cầu thủ rất nổi tiếng của bóng chuyền Thể Công trước đây. Huấn luyện viên Thái Anh Văn và Phạm Văn Thành cùng lứa với Nguyễn Duy Quang, Phạm Minh Dũng. Trong đó Hoàng Phương ở lứa sau. Lứa của Hoàng Phương bây giờ còn sót lại một vài cầu thủ như Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Xuân Thành và Nguyễn Vũ Hoàng. Pha bóng rất nguy lực
thì lấy lại được sự tự tin, thì những tình huống pha bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy cũng không hề kém cạnh Nguyễn Ngọc Thuần. 15-12. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền buộc phải có sự điều chỉnh. Tăng cường hàng bắt chuột một ở hàng sau. Một chút điều chỉnh của biên phòng khiến cho Nguyễn Văn Quốc Duy không còn duy trì được sự tập trung. Và tình huống pha bóng tiếp theo của cầu thủ người Trà Vinh, bóng đã đi ra ngoài sân. Rất tốt. Đó chính là những pha phòng sở trường của thể công Tân Cảng. Văn Nam pha bóng. Hai tình huống pha bóng liên tiếp của các đội thể công đều đi ra ngoài. Trước đó là Quốc Duy, còn bây giờ là Văn Nam. 14-16. Ngọc Thuần trở lại sân. Quả pha bóng của Zakrit. Tới lượt Zakrit cũng phát bóng lỗi. Zakrit có một thể hình rất đậm. Vì thế Trương Anh dường như thấp hơn, mặc dù cầu thủ này có chiều cao là 1m85. Quả đập rất mạnh, nhưng hàng sau của thể công Tân Cảng đã phòng thủ tốt. Và sau đó là tình huống ghi điểm của Quốc Duy. 18-14 cho thể công Tân Cảng. Biên phòng không khiếu nại ở trong tình huống vừa rồi. Ngọc Thuần không có một tình huống bắt bóng một tốt, nhưng sau đó đồng đội đã sửa sai. Văn Duy đã thực hiện tình huống đánh hai chuyền. 15-18. Rất hay. Quốc Duy đã chơi đầy tự tin ở trong trận đấu thứ hai này. Với các cầu thủ trẻ thì tâm lý đóng vai trò rất quan trọng. Quốc Duy mới 22 tuổi. Nếu gặp vấn đề tâm lý, họ sẽ thi đấu như gà mắc tóc. Nhưng khi tự tin thoải mái, họ hoàn toàn có thể thi đấu bùng nổ và thăng hoa. Trận bóng tuyệt vời. Bây giờ Quốc Duy đã bị hóa giải với tình huống bắn chắn đôi của Ngọc Thuần và Duy Tuyến. Tình huống bắn chắn đôi của Ngọc Thuần và Duy Thành. Chuyển hơi ngửa.
Thêm một điểm nữa được ghi cho các cầu thủ thể công Tân Cảng. Đó lại là pha ghi điểm của Nguyễn Văn Quốc Duy. Điểm mạnh của Quốc Duy đó là một lối chơi rất quyết liệt. Bước một tốt. Văn Nam mang về điểm số 21 cho thể công Tân Cảng. Cái biệt 5 điểm đã được tạo ra và đó là lợi thế để thể công Tân Cảng có thể giành chiến thắng ở set đấu này và đưa trận bán kết trở về vạch xuất phát. Những pha chuyền bóng gần đây của Đinh Văn Duy không thật sự tốt, khiến cho các đồng đội không ở một tư thế thuận lợi để kết thúc. Cả hai pha chuyền bóng gần nhất đều khá ngửa. Bóng giãn biên khiến cho cả Ngọc Thuần và chiếc đó là Văn Hiệp đều đã không thể có được những pha kết thúc như ý. Bóng ra ngoài sân. Vẫn đang là một lợi thế không hề nhỏ dành cho thể công. Thêm một pha phòng bóng rất mạnh của Ngọc Thuần. Điểm được ghi cho thể công. Nguyễn Duy đang chơi rất hay ở set đấu thứ hai này. 22-17. Nguyễn Vũ Hoàng. Lỗi của cầu thủ bên phía biên phòng. Hai ba mười bảy. Chiến thắng đang đến rất gần với thể công. Vẫn còn. Cú đánh vừa rồi của Nguyễn Văn Quốc Duy, bóng đã đi ra ngoài sân. 18-23. Rất khó để biên phòng có thể làm nên chuyện ở trận đấu thứ hai này. Rất tốt cú đánh của Phạm Mạnh Tài. 24-18. Gần như chắc chắn chiến thắng ở trong set đấu hai sẽ thuộc về thể công Tân Cảng. Cách biệt quá lớn, quá nhiều set point. Bây giờ là pha phá bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Lỗi chuyền bóng của libero bên phía biên phòng. Và chiến thắng ở set đấu thứ hai đã thuộc về thể công Tân Cảng. Tỷ số là 25-18. Họ cũng tạo ra cách biệt lên đến 7 điểm và đã cân bằng tỷ số một đều sau hai set đấu.
Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ ba, trận đấu tứ kết, trận đấu bán kết đầu tiên nội dung của Nam giữa Thể Công và Biên Phòng. Tỷ số của trận đấu bây giờ đang là 1-1 sau 2 set. Trong trận đấu thứ hai vừa qua, Thể Công đã chơi rất tốt để có được chiến thắng với tỷ số 25-18. Điểm cho Biên Phòng. Biên Phòng có nhiều hơn một ngày nghỉ so với Thể Công trước khi bước vào trận bán kết này. Tuy nhiên ngày hôm qua Thể Công cũng chỉ trải qua trận đấu có 3 set trước Hà Nội mà thôi. Vì vậy họ vẫn có được nền tảng thể lực rất tốt. Biên Phòng có điểm số thứ hai ở set đấu thứ ba này. 2-0. Hàng sau của Thể Công Tân Cảng sẽ phải đối mặt với một pha phá bóng uy lực của Nguyễn Ngọc Thuần. Văn Nam đã gặp rất nhiều khó khăn để điều chỉnh chiều một. Và sau đó là quả đập lỗi của cầu thủ bên phía Thể Công Tân Cảng. Quả đánh ra ngoài của KTH. 3-0 cho Biên Phòng. Biên Phòng đang khởi đầu set đấu thứ ba tốt hơn. Chạm lưới rồi, rất đáng tiếc cho Nguyễn Văn Quốc Duy. 4-0. Rất sớm, huấn luyện viên Thái Anh Văn đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Mùa giải năm ngoái cả Biên Phòng và Thể Công đều không có thành tích tốt. Biên Phòng xếp hạng 5 chung cuộc, còn Thể Công xếp hạng 7 chung cuộc. Đội đã vô địch ở mùa giải năm ngoái là Trà Ninh Bình. Sa Đéc Khánh Hòa giành ngôi Á quân, còn Hà Nội gây bất ngờ khi có được vị trí thứ 3. Xếp thứ 4 là Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Nhưng năm nay Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, đội xếp hạng 7 năm ngoái, đã phải xuống hạng. Ở nội dung của nữ, hai đội bóng đã xuống hạng, đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Kinh Bắc Bắc Ninh. Vẫn còn. Điểm được ghi cho các thủ Thể Công Tân Cảng sau pha kết thúc của Văn Nam. 2-4. Xác định bóng không chạm chắn. 3-4 cho Thể Công Tân Cảng. Tay đập người Thái Lan Jakrit cũng lắc đầu. Và bao luyện của Biên Phòng không khiếu nại ở tình huống vừa rồi. Đó là tình huống không chạm chắn. Và đánh nhanh rất hay. 5-3.
phát bóng ra ngoài sân, cuốn quả bóng hơi dài của Đào Duy Thành. 4-5 cho Thể Công. Ở nội dung của nữ, trận bán kết đầu tiên, VTV Bình Điền Long An đang dẫn trước Ninh Bình Liverpool Bank với tỷ số 2-0 sau hai set đấu đầu tiên. Đội bóng miền Tây mặc dù không có Trần Thị Thanh Thúy nhưng đang có một mùa giải tương đối thành công với rất nhiều những cầu thủ trẻ tài năng. Chắn của Thể Công đã hóa giải được pha phối hợp chiến thuật của đối phương. 6-5 cho Thể Công Tân Cảng. Chiến thắng ở trong set đấu thứ hai giúp cho tinh thần của các thủ Thể Công tốt hơn. Bóng trong sân lại là một tình huống phòng thủ trên lưới rất hay của Thể Công Tân Cảng. Đó là Nguyễn Văn Nam. Chỉ có một mình Văn Nam nhảy lên bám chắn ở trong tình huống vừa rồi. Biên phòng khởi đầu tốt khi dẫn trước 4-0. Nhưng Thể Công đã có chuỗi lên điểm cực kỳ ấn tượng. Tình huống mà Đinh Văn Duy đã cố gắng phải chuyền bóng bằng một tay sau pha bắt chuyền một không tốt của Nguyễn Ngọc Thuần. Thể Công ghi 7 điểm, còn Biên Phòng chỉ có được 1 điểm trong chuỗi ghi điểm vừa qua. Rất tốt. Bây giờ thì Duy Tuyến đã thành công với quả đập của mình. Phát bóng không qua lưới. Tình huống phạm bóng lỗi của đội trưởng Phạm Văn Hiệp. Văn Hiệp sinh năm 2000, Đinh Bồ Duy cũng sinh năm 2000, còn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1999. Họ đang bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp. Bây giờ Biên Phòng đã cắt được chuỗi lên điểm của đối phương 8-7. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như thế này thì bản lĩnh đóng vai trò rất quan trọng. Thể Công có rất nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, trong đó nổi bật là đội trưởng Xuân Hải Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Vũ Hoàng, Vũ Văn Cao cũng đều là những gương mặt gạo cội của bóng chuyền nam Thể Công. Bước một tốt. Nhưng sau đó là tình huống đập bóng lỗi của Nguyễn Ngọc Thuần. Có một chút cảm giác hơi nóng vội của các đội Biên Phòng. Xem một họ tạo ra cách biệt lên đến 8 điểm. Ít nhiều điều đó cũng khiến cho các đội có phần lỏng về mặt tâm lý. Cần phải nhanh chóng tập trung trở lại. Xét về từng vị trí trên sân, Biên Phòng được đánh giá nhỉnh hơn so với Thể Công. Nhưng ở một trận đấu
loại trực tiếp thì mọi chuyện đều có thể xảy ra khi thể công cũng sở hữu những cầu thủ rất chất lượng như Văn Quốc Duy. Trần Đức Duy vào sân để thay cho Đào Duy Thành bên phía biên phòng. Thêm một điểm nữa để ghi cho Thể Công. Thành công của biên phòng tại vòng 1 cũng như Quốc Hùng Vương, bên cạnh sự tỏa sáng của những cầu thủ trẻ thì dấu ấn mà tay đập kỳ cựu 37 tuổi Oan Trai để lại là cực kỳ đậm nét. Lúc này thì biên phòng đang thiếu đi một thủ lĩnh đích thực trên sân giống như kiểu Oan Trai. Ngoại binh của biên phòng năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi, đang xuất hiện những vấn đề về mặt tâm lý của các thủ biên phòng. 12-8. Thêm một pha phối hợp lỗi nhịp của các thủ biên phòng. Lần thứ hai ở trong set đấu thứ ba này, huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Biên phòng đang gặp bất lợi về mặt điểm số, nhưng phía trước trận đấu vẫn còn khá dài. Tuổi đời trung bình của các đội biên phòng là từ 23 đến 24 tuổi. Phát bóng ra ngoài sân. Lỗi phá bóng của Mạnh Tài. Quá xa lưới và Quốc Duy đã không thể vượt qua được hàng chắn của đối phương. Sau khi xin tạm dừng trận đấu để hội ý, biên phòng đã ghi hai điểm liên tiếp vô cùng quan trọng. Và bây giờ cách biệt chỉ còn lại có hai điểm mà thôi. Tiếp tục là tình huống phá bóng của Đinh Văn Duy. Hai pha phòng thủ trên lưới hiệu quả của biên phòng. 11-12. Pha bám chắn đơn thành công của đội trưởng Phạm Văn Hiệp. Điểm cho Thể Công. 13-11. Ngọc Thuần cao hơn nhưng lại không thể có được một tình huống tranh chấp tốt trên lưới với Xuân Thành ở pha bóng vừa rồi. Điều đó cho thấy kinh nghiệm của Xuân Thành. Và đội bóng tốt. 12-13. Đội bóng rất mạnh. Rất hay. Đó là đẳng cấp của Nguyễn Vũ Hoàng.
Vũ Hoàng đã có quãng thời gian rất dài khoác áo đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. Pha phá bóng của KTH. Cầu thủ rất hay. Lại là pha ghi điểm của Phạm Văn Hiệp. 13-14. Lăn xả của cầu thủ thể công. Như vậy là thể công đã khiếu nại tiểu ứng cầu thủ biên phòng chạm lưới. Dù pha bóng chưa kết thúc. Chất lượng chuyền bóng của trận đấu diễn ra ở mức tương đối cao. Ở trong trận đấu thứ hai, thể công đã chơi với một tinh thần đầy quả cảm. Họ siết chặt đội hình, thi đấu tập trung, gắn kết trước sự lỏng lẻo của cầu thủ bên phía biên phòng. Người chạm lưới vừa rồi có lẽ là cầu thủ của thể công. Khiếu nại không thành công và điểm được ghi cho biên phòng. Đức Duy pha bóng rất hay. Rõ ràng khi có bước cột tốt thì những pha phối hợp chiến thuật của thể công vẫn là rất nhuần nhuyễn và đầy hiệu quả. Nguyễn Vũ Hoàng và Xuân Thành đã gắn bó với nhau trong quãng thời gian rất dài và họ đã quá hiểu nhau. Nhưng vừa rồi Vũ Hoàng đã phá bóng không qua lưới. 15-15. Tới lượt cầu thủ của biên phòng phá bóng lôi. Đó là Phạm Văn Hiệp. Bây giờ là tình huống phá bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Cũng là một pha phá bóng hỏng. Cầu thủ của đội liên tục phá bóng hỏng trong 3 tình huống bóng vừa qua. Thể công và biên phòng luôn có một lực lượng cổ động viên rất hùng hậu khi họ thi đấu ở bất kỳ một nhà thi đấu nào. Bóng trong sân. Và cứu của Nguyễn Văn Nam. Cầu thủ người Nghệ An sinh năm 1996. Cũng là một cầu thủ rất dày dạn kinh nghiệm.
chạm chắn ra ngoài sân. Điểm số lại được cân bằng 17 đều. Đang là một thế trận rất căng thẳng. Quốc Duy đã đánh bóng ra ngoài sân. Biên phòng đã vượt lên 18-17. Trong hai trận đấu đã qua, đôi thắng đều tạo ra cách biệt khá lớn trước đối thủ. Biên phòng thắng 25-17 ở set 1, còn Thể Công thắng 25-18 ở set 2. Nhưng set đấu này đang là một sự giằng co 18 đều. Hai đội đang dành sự tập trung cao nhất cho trận đấu mang tính chất rất quan trọng. Đội thắng ở set đấu này sẽ có cơ hội lớn để có thể giành chiến thắng chung cuộc. Trận đấu mang tính chất bản lề. Rất hay của anh tổ Phạm Văn Hiệp. 19-18. Vẫn còn tình huống thủ bóng bằng chân của Nguyễn Ngọc Thuần, nhưng cơ hội ghi điểm lại đến với Thể Công. Nguyễn Vũ Hoàng đã phát huy tối đa khả năng và kinh nghiệm của mình ở set đấu này. Bên cạnh Nguyễn Vũ Hoàng thì một cựu binh khác, đó là Nguyễn Văn Nam, cũng đã cho thấy được khả năng của mình trong set đấu thứ ba. Xuân Thành phát bóng. Ngay cả một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Xuân Thành cũng đã phát bóng hỏng. Áp lực với cầu thủ Hà Nội là rất lớn trong trận bán kết. Suốt 12 năm qua, biên phòng đã vắng mặt ở trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Cú phòng thủ hay nhưng đã có một chút lưỡng lự của Đinh Văn Duy, và sau đó anh đã mắc lỗi. Đinh Văn Duy đã thiếu quyết đoán ở pha bóng vừa rồi, không biết đưa bóng sang luôn hay chuyền bóng cho đồng đội. Không thể có một pha phòng thủ thành công của Thể Công Tân Cảng. 21-20. Dương Đức Hải vào sân để thay cho KTH. Dương Đức Hải là một libero, nhưng anh đăng ký thi đấu tại vòng chung kết này như một cầu thủ bình thường. Còn tại vòng bảng, người đăng ký thi đấu với tư cách là một cầu thủ bình thường là Vũ Văn Cao. Khi bước vào vòng chung kết thì Vũ Văn Cao trở lại với vị trí libero.
trong những lần sử dụng quyền khiếu nại trước đây của huấn luyện viên Thái Anh Văn. Tỷ lệ thành công là không cao. Bóng trong sân. Bóng trong sân. Điểm được ghi cho biên phòng. Và bây giờ Thể công Tân Cảng xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Kể từ khi giải vô địch quốc gia ra đời vào năm 2004, Thể công đã có 4 chiếc vô địch. Lần đầu là năm 2005, sau đó vào các năm 2007, 2014 và 2016. Còn biên phòng đã 2 lần đăng quang vào các năm 2009 và 2011. Và pha bóng của Đức Duy. Bóng ngoài sân rất tiếc cho Văn Nam. Để mất điểm vào lúc này sẽ khiến cho Thể công gặp khó khăn khi đây là giai đoạn then chốt của trận đấu. Cách biệt 3 điểm đã được biên phòng tạo ra. Và đó là lợi thế khá lớn dành cho đội bóng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Trận bóng thành công. Bây giờ thì quả đập của Văn Nam đã bị vô hiệu hóa. 4 set point cho biên phòng. Nguyễn Văn Quốc Duy giờ sân và Nguyễn Văn Hạnh được sử dụng bên phía Thể công Tân Cảng. Cầu thủ người Quảng Bình bây giờ mới được vào sân. Đã có 2 chạm của cầu thủ bên phía biên phòng. Của Gia Quýt và trận đấu thứ 3 đã khép lại với chiến thắng thuộc về các đội biên phòng. Tỷ số của set 3 là 25-21. Như vậy là biên phòng đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 sau 3 set đấu.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ tư, trận đấu giữa hai đội Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng. Trận bán kết đầu tiên nội dung của nam tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023. Biên Phòng đang có lợi thế khi dẫn trước 2-1 trước Thể Công. Ở trận đấu vừa qua, Biên Phòng có chiến thắng 25-21. Trong trận đấu thứ ba này, Biên Phòng thiếu ở phần sân bên phía tay phải mà nhỏ của quý vị và các bạn. Điểm ghi cho Thể Công. Vẫn còn, nhưng đã có lỗi hai chạm trong tình huống chuyền bóng vừa rồi của Văn Nam. Điểm số được cân bằng 1-1. Với một chủ công thì việc chuyền bóng như vừa rồi mắc lỗi là cũng điều dễ hiểu. Chạm bóng ra ngoài sân và cú đúp hàng sau rất nguyên lực của Nguyễn Ngọc Thuần. Lúc này trận bán kết của nữ đang diễn ra giữa Ninh Bình Liverpool Bank và VTV Bình Điền Long An. Thì VTV Bình Điền Long An đang tạm dẫn trước 2-1 sau 3 set trước các cô gái Ninh Bình Liverpool Bank. Và hai đội cũng đang bước vào những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ tư. Đây là trận đấu đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh Osport News. Ngoài sân sau cú đập của Phạm Văn Hiệp, 3-2 cho Thể Công Tân Cảng. Rất hay của Sa Pít. Điểm số được cân bằng 3-3. Quốc Duy vẫn đang có mặt trên sân ở trong trận đấu thứ tư này. Lỗi của các thủ Thể Công Tân Cảng. Xuất hiện những lỗi hai chạm của Thể Công Tân Cảng ở trong trận đấu thứ tư. Cuốn bắt chiều một lỗi của Kít Thế Hát. 5-3 cho các đội Biên Phòng. Đối phương phá bóng khó và bắt chuyền một cao tay thì các chủ công thường gặp khó, và vừa rồi là lỗi của Kít Thế Hát. Tiếp tục là pha phá bóng của Đức Duy. Và kết thúc tốt của Nguyễn Văn Quốc Duy. 4-5 cho Thể Công Tân Cảng. Thank you.
nhưng bóng đã đi ra ngoài sân. Uzi cần phải cải thiện khả năng phát bóng của mình để giữ được sự ổn định cao hơn. Quả đánh rất tốt của Quốc Duy. Và Nam phát bóng. Điểm được ghi cho biên phòng sau tình huống kết thúc của Zakrit. 7-5. Trong trận đấu thứ 3 vừa qua đã có quãng thời điểm biên phòng gặp khó trước thể công, nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn để có được chiến thắng 25-21. Vẫn còn rất hay, người ghi điểm là Nguyễn Ngọc Thuần. Trận đấu 3 thể công Tân Cảng không được phép thua nếu như muốn nuôi hy vọng vào chung kết. Đặc biệt là 3 điểm, một khoảng cách không quá lớn khi đây mới là những diễn biến đầu của set 4. Nhưng thể công Tân Cảng cần phải hạn chế những sai lầm. Phát bóng không qua lưới. Tới lượt cầu thủ của thể công Tân Cảng cũng phát bóng không qua lưới. Đó là Phạm Mạnh Tài. Áp lực trong một trận bán kết luôn là rất lớn. Bây giờ là pha phá bóng của Trần Duy Tuyến. Chạm bóng thành công và bàn chắn của Ngọc Quân và Đức Duy. Vũ Hoàng đã không thể có được một cú đánh một chân sân đầu như ý. Sở trường của Vũ Hoàng là những tình huống kết thúc lao ngắn hoặc chạy trước. Những pha chạy sau đánh một chân sân đầu như vừa rồi của Nguyễn Vũ Hoàng không phải là sở trường của cầu thủ này. Tiếp tục là pha phá bóng của Duy Tuyến. Đó mới là cú đánh sở trường của Nguyễn Vũ Hoàng. Bảy mươi. Biên phòng vẫn đang duy trì sức ép cần thiết lên phía thể công Tân Cảng.
Pha bóng không qua lưới của Đinh Văn Duy. Đây là trận đấu mà cầu thủ của hai đội đã thực hiện nhiều pha bóng lỗi. Điều đó cho thấy một áp lực rất lớn của trận bán kết này mà cầu thủ của hai đội đang phải đối mặt. Điểm được ghi cho thẻ công. Pha phá bóng rất điểm móc của Ngoại Bình Kiên Thiên. 9-11. Tiếp tục là cách thứ hai. Trận bóng thành công và điểm số được rút ngắn xuống còn 10-11 cho thể công Tân Cảng. Vi phòng buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Thể công nỗ lực bám đuổi và đã rút ngắn điểm số xuống còn chỉ có một điểm mà thôi. Hai đội đã rất hiểu nhau khi mà hơn một lần các thủ của thể công và biên phòng được gộp vào một đội để thi đấu. Lần gần nhất là tại giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào tháng 8 vừa qua. Còn vào năm ngoái là đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Đã có thêm một điểm nữa cho thể công sau thủ phạm trắng của Nguyễn Vũ Hoàng. Điểm số được cân bằng 11 đều. Quá hay. Người bộ đang được chứng kiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Đó chính là những gì mà chúng ta đang chờ đợi. Cầu thủ thể hiện trên sân. Kỹ thuật rất tốt. 12-11 cho thể công Tân Cảng. KTH sinh năm 1998 đang có sự lúng túng nhất định của các thủ biên phòng. Những pha phối hợp đã thiếu ăn khớp. Thể công đã đẩy ngược áp lực lên phía đối thủ với một cầu lên điểm rất ấn tượng. Từ việc để đối thủ dẫn trước 4 điểm, bây giờ thể công đang dẫn trước 2 điểm. Đến bây giờ, biên phòng mới kết điểm chuỗi lên điểm của đối phương. Phát bóng ra ngoài sân. Điểm số được ghi cho biên phòng. Trong trận đấu tại vòng bảng ở vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, biên phòng đã vượt qua thể công với tỷ số 3-1. Tất nhiên đó là trận đấu của vòng bảng, tính chất hoàn toàn khác với trận đấu này. Và khi đó biên phòng sở hữu cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm là Hoàn Trai, người luôn biết cắt điểm ở những thời khắc khó khăn. Thay thế cho Hoàn Trai, Ngoại Bình của biên phòng đó là Gia Quýt, mới 20 tuổi. Điểm số bây giờ đã là 14 đều.
biên phòng, thể công, đội bóng, áo lính. Những người lính trên mặt trận thể thao, họ luôn thi đấu với một tinh thần quật cường, không bao giờ bỏ cuộc. Điểm được ghi cho biên phòng, giúp bàn cho thể công Tân Cảng 15-14. Phan Công Đức vào sân. Công Đức sinh năm 2003, cao 1m84. Mỗi lần Công Đức vào sân, nhiệm vụ hàng đầu của anh là bám chắn đối phương, nhưng đã không có một pha bám chắn đôi tốt của các cầu thủ thể công Tân Cảng. 15-15. Cơ hội ghi điểm cho biên phòng. Vẫn là tình huống kết thúc hàng sau quen thuộc của Nguyễn Ngọc Quần. 16-15. Sau nỗ lực bắt bước một, Ngọc Quần đã thực hiện quả đập hàng sau rất là hay. Vẫn còn cơ hội cho biên phòng, vẫn là Ngọc Tuần. Mười bảy 15. Biên phòng bây giờ lại vươn lên và đẩy áp lực sang phía đối phương. Một trận đấu với rất nhiều cảm xúc trái chiều của hai đội, áp lực liên tục để hoán đổi từ đội này sang đội khác. Vẫn là một trận đấu rất khó lường. Bước một tốt. Cầu thủ biên phòng đã bắt bài được pha phối hợp vừa rồi của thể công Tân Cảng. 18-15. Huấn luyện viên Thái Văn đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đó là pha bám chắn của Trần Duy Tuyến. Cái biệt chỉ là 3 điểm mà thôi. Cái biệt không lớn. Nhưng bây giờ trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Mỗi điểm số bây giờ sẽ rất giá trị với cả đội. Và kết thúc đầy tốc độ. 16-18. Văn Nam phát bóng. Và bắt chụp một cầu thủ của Ngọc Thuần. Nhưng sau đó thì biên phòng vẫn có điểm với tình huống kết thúc của Jacris. Không phải là một tình huống phòng thủ hàng sau hay của thể công Tân Cảng. Văn Cao sinh năm 1986. Một trong những cựu binh của thể công Tân Cảng.
phát bóng ra ngoài sân. 17-19. Rất nhiều lỗi pha bóng của cầu thủ hai đội ở trong set đấu thứ tư này. Hồ Hữu Tiến vào sân bên phía thẻ công. Khi khoác áo Ninh Bình, Hữu Tiến chơi rất hay. Điểm được ghi cho biên phòng. Còn bóng chạm chắn ra ngoài sân sau cú đá của Nguyễn Ngọc Tuấn. Những thủ ăn mừng rất cháy của cầu thủ biên phòng. 21-17. Một kiểu ăn mừng có thể khiến cho đối thủ gặp ức chế về mặt tâm lý. Đang là sự lúng túng của cầu thủ thể công cân cản và đã để mất một điểm nữa. 22-17. Với các cầu thủ trẻ khi họ sung lên về mặt tinh thần thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và bây giờ biên phòng đang có được trạng thái tâm lý cực kỳ sung mãn. Cùng chờ đợi kinh nghiệm trận mạc của Xuân Thành, của Vũ Hoàng ở thời khắc quan trọng này. 18-22. Khó khăn với thể công là không hề nhỏ, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bóng trong sân, và đúng rất tốt của Phạm Văn Hiệp. Đúng là cầu thủ biên phòng đang có được trạng thái tâm lý rất tốt. Họ thể hiện rõ điều đó trong từng pha đánh bóng và những tình huống ăn mừng. Đánh như thế này thì khó có thể ngăn cản khi họ đang đạt được trạng thái tâm lý rất tốt. Quốc Duy mang về điểm số thứ 19 cho thể công Tân Cảng. Ngày trận bán kết của nữ giữa VTV Bình Đại Loan và Ninh Bình Liên Việt Postbank đang có tỷ số là 2-2 sau 4 set đấu và đội sẽ phải bước vào set 5 quyết định. Còn bây giờ tấm vé tham dự trận chung kết sau 12 năm của biên phòng đang đến rất gần. Quá nhiều match point cho các thủ biên phòng. 24-19. Giai đoạn sung cần thiết của các đội biên phòng để họ bứt lên. Ngọc Tuấn hoàn toàn có thể thực hiện một cú ace khi đang có trạng thái tâm lý rất tốt.
không có Wales, nhưng đó là cú phá được chuyền mực của đối phương. Và trận đấu đã kết thúc. Người ghi điểm cuối cùng đó là Phạm Văn Hiệp. 25-19 là tỷ số của set đấu thứ tư. Biên phòng đã vượt qua thành công với tỷ số 3-1, giống với tỷ số của trận đấu tại vòng bảng. Đó là sự nhỉnh hơn của các thủ biên phòng ở từng vị trí trên sân. Và họ đã có tấm vé tham dự trận chung kết đối thủ của biên phòng, hoặc là chủ nhà Sa Đéc Khánh Hòa, hoặc là Hà Tĩnh, khi trận bán kết thứ hai sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tối nay. Lần đầu tiên kể từ năm 2011, biên phòng ghi tên mình vào trận chung kết. Một thời gian quá lâu để huấn luyện Trần Đình Thiền cùng các học trò góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Xin chúc mừng các thủ biên phòng và xin chia buồn với các thủ thể công. Quý vị và các bạn thân mến, buổi trận đấu giữa biên phòng và thể công, trận bán kết nội dung nam tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.